đây, ở trong bụi, anh hiểu không? Bọn em được mật phục, mặc đồ dân thường để đi bán tốc độ. Thế anh có thể không? Có thể ạ. Đâu em có cái gì anh là ai mà anh được kiểm tra? Tôi là công dân, tôi không kiểm tra mà tôi được phép kiểm chứng. Đúng rồi, anh là công dân, anh được phép. Tôi có quyền, anh hiểu chưa? Anh không được kiểm tra tôi. Tôi không kiểm tra anh mà tôi được kiểm phép kiểm chứng anh. Kiểm chứng gì anh đứng đó anh quay thôi, có gì đâu. Tôi trả ra công an gì mà công an Việt Nam mà bây giờ lại đi vào trong bụi thì bắn tốc độ là sao? Hả? À? Công an Việt Nam giờ có luật nào là thế? Anh thử nói coi cái công an Việt Nam nó có cái luật nào là luật chui vô trong bụi để bắn tốc độ nào? Tôi không chui mà tôi ngồi tôi tránh nắng. Chứ sao lại tránh nắng? Chứ sao? Tôi hỏi các anh này, nhà nước trả lương hàng tháng cho các anh là để các anh làm gì? Thế bây giờ ai cũng như anh mà cũng đứng vô để mà tránh nắng thế thì tôi hỏi anh thế thì các anh làm việc kiểu gì? Là sao anh? Ô, tôi nói thật. Ý tôi hỏi là bây giờ các anh bắn tốc độ đúng không? Đúng rồi. Chắc sao các anh không đứng ở rìa đường các anh bắn? Đứng ở rìa đường nghĩa là không đảm bảo an toàn. Theo luật nha, giao thông đường bộ là các anh phải ra rìa đường, các anh đứng mặc quân phục, các anh đứng bắn đàng hoàng. Chúng tôi được phép cải trang. Cải trang là các anh làm nhiệm vụ đặc biệt. Đặc biệt đây tôi đang làm. Dành cho những người đây. Dành cho những cái ngành nghề đặc biệt. Tôi đang làm nhiệm vụ đặc biệt đấy. Các anh làm như thế các anh làm sai rồi, này làm như thế này là các anh làm thấm làm trộm, không? Sao là làm trộm sai. Anh? Như thế nào là sai anh? Làm như thế này là phục ăn cắp dân. Tôi không ăn cắp, tôi không ăn trộm của anh. Thế lương hàng tháng của các cái chúng tôi đi đóng, đi nộp thuế, nộp lương cho các anh là như thế đó. Bây giờ anh ngồi đây tôi tránh nắng. Tránh nắng? Tôi hỏi anh có làm trong đây, anh chả có cái ngành nghề gì để chứng minh anh là công an cả. Anh không được phép kiểm tra tôi. Tôi không kiểm tra anh đúng không? Tôi anh chả có cái quyền gì để tôi kiểm tra anh vì tôi không phải là cấp trên đúng của rồi, anh. Đúng rồi. Tôi là công dân, tôi được phép kiểm chứng anh. Đúng rồi, anh kiểm chứng anh có thể anh đứng anh quay. Tôi chả thấy ai các ông làm cho các anh. Tôi đi làm việc của tôi. Tôi được